chào quý vị, cảm ơn quý vị tiếp tục đón theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển lúc 11 giờ 30 phút hàng ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức vấn đề sự kiện diễn ra tại các địa phương trong tỉnh. Chương trình trưa nay, ngày 15 tháng 9 có những nội dung đáng quan tâm. Gặp gỡ hai gương mặt thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngành công nghiệp huyện Đất Đỏ vượt 3% so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Những thông tin được ghi nhận tại huyện Đất Đỏ sẽ mở đầu chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay. Thưa quý vị, Phòng Tư pháp huyện Đất Đỏ vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Lộc An tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu các quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở cho gần 100 đại biểu làm công tác hòa giải ở địa phương. Các hòa giải viên cơ sở xã Lộc An đã nghe báo cáo viên huyện Đất Đỏ truyền đạt những nội dung cơ bản của luật hòa giải ở cơ sở, các nghị định hướng dẫn thi hành và những quy định có liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở. Ngoài ra, các đại biểu còn được trang bị thêm các kỹ năng về tìm hiểu và giải quyết các mâu thuẫn, các bước tiến hành hòa giải. Nội dung tập huấn giúp cán bộ làm công tác hòa giải ở cơ sở xã Lộc An nắm rõ các kiến thức, kỹ năng hòa giải để vận dụng trong thực tiễn, từ đó tăng tỷ lệ hòa giải thành công, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, đoàn kết cộng đồng, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư. Hội đồng Nhân dân xã Láng Chài huyện Đất Đỏ vừa tổ chức kỳ họp thứ 13 thảo luận phân loại đơn vị hành chính xã Láng Chài đạt loại 1. Tại kỳ họp chuyên đề, các đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Láng Chài đã nghe báo cáo thuyết trình đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính của Ủy ban Nhân dân xã, tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã. Sau đó, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tiến hành thảo luận và nhất trí biểu quyết về việc điều chỉnh tỷ lệ nguồn thu ngân sách địa phương hàng năm, quy mô dân số, diện tích tự nhiên của xã. Sau kỳ họp, Ủy ban Nhân dân xã Láng Chài sẽ hoàn chỉnh hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền xem xét phân loại đơn vị hành chính xã theo quy định. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tỉnh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều mô hình hay được áp dụng đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, đem lại sự bình yên cho các khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Trong đó có mô hình Zalo kết nối toàn dân, bình yên cuộc sống của Công an huyện Đất Đỏ. Dù mới được triển khai từ tháng 5 năm 2020, nhưng trên địa bàn huyện Đất Đỏ đã thành lập được 36 nhóm Zalo kết nối toàn dân, bình yên cuộc sống trên tổng số 40 ấp khu phố. Qua đó kết nối đến gần 1.000 hộ dân và một nhóm Zalo kết nối các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Thông qua mô hình, lực lượng công an huyện, xã, thị trấn đã tiếp nhận hàng chục tin hình liên quan đến an ninh trật tự. Trong đó, nhiều tin báo có giá trị, góp phần truy xét, truy tìm tội phạm, giải quyết kịp thời các vụ việc an ninh trật tự, hỗ trợ tìm kiếm người thân đi lạc, trao trả nhiều giấy tờ, hàng hóa bị thất lạc cho người dân. Công an huyện Đất Đỏ cho biết, từ khi mô hình được đưa vào hoạt động, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên không gian mạng đã được đẩy mạnh, ý thức của người dân được nâng cao. Người dân tham gia nhóm đã có ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ. Những hộ gia đình tham gia nhóm cho đến nay chưa để xảy ra tình trạng mất trộm. Thưa quý vị, tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2020, em Lê Phương Uyên và em Nguyễn Kiều Minh Tâm, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Vũng Tàu, trở thành thủ khoa của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong đó em Lê Phương Uyên là thủ khoa khối khoa học xã hội, còn em Nguyễn Kiều Minh Tâm giữ vị trí thủ khoa khối khoa học tự nhiên. Dù đã nắm chắc trong tay học bổng du học tại một trường đại học danh tiếng ở Úc, nhưng Phương Uyên vẫn không chủ quan ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Và với sự nỗ lực này, Lê Phương Uyên đã đạt tổng điểm các môn thi là 55,7, trong đó môn tiếng Anh đạt điểm tối đa, điểm 10. Phương Uyên trở thành thủ khoa khối khoa học xã hội kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Em không chỉ bất ngờ mà còn rất là sung sướng và tự hào khi đó không chỉ là niềm vui của riêng em, của gia đình mà còn là niềm vui chung của toàn thể các thầy cô giáo viên và của ban giám hiệu nhà trường, và mang lại niềm vui cho trường là niềm hạnh phúc lớn nhất của em. Từ nhỏ, Phương Uyên đặc biệt đam mê tiếng Anh và đã dành nhiều thời gian, tâm sức cho môn học này. Liên tục trong các năm học ở bậc trung học cơ sở, bậc trung học phổ thông, Phương Uyên đều có giải cao môn tiếng Anh cấp tỉnh, cấp quốc gia.
Không chỉ học giỏi, Phương Uyên còn là một lớp trưởng năng động, được thầy cô, bạn bè cùng lớp trong trường yêu quý tín nhiệm. Em Uyên là một học sinh rất là thông minh, mặc dù em học khối xã hội nhưng mà em luôn là tích cực trong giờ học, và đối với những câu hỏi của tôi thì em luôn tìm tòi, luôn suy nghĩ và rất nhiệt tình, tích cực trả lời câu hỏi cũng như là thực hiện tất cả những cái hoạt động học tập, những cái nhiệm vụ học tập với cái tinh thần là rất là cầu tiến và rất là quyết tâm để mà đạt danh kết quả cao nhất. Theo em nhận thấy thì chị Uyên là một người vô cùng năng nổ, hoạt bát, làm mọi việc rất tâm huyết và nhiệt tình. Và khi mọi người cần giúp đỡ thì chị ấy luôn sẵn sàng. Theo em thì chị Uyên không những học giỏi, thông minh mà còn là rất là khiêm tốn nữa. Nên là chị là một tấm gương để em noi theo và học tập. Em Nguyễn Kiều Minh Tâm, học sinh chuyên toán trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Minh Tâm là thủ khoa khối khoa học tự nhiên với tổng điểm 55,25 ở 6 môn thi. Đó cũng là một niềm vinh hạnh và một sự bất ngờ đối với em. Bởi vì ngoài những yếu tố là may mắn thì em cũng xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô là những người đã chắp cánh cho em, đã dạy dỗ em và truyền cho em những kiến thức tốt đẹp nhất. Giỏi toán từ thời tiểu học, những năm học trung học cơ sở và trung học phổ thông, Minh Tâm cũng liên tục chiếm lĩnh những đỉnh cao trong các kỳ thi học sinh giỏi toán. Thì giải toán qua máy tính cầm tay, qua mạng cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp quốc gia. Minh Tâm cũng từng là thủ khoa môn chuyên toán ở kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên Lê Quý Đôn. Thấy Tâm nó là học sinh cũng rất là có năng lực, cái khả năng tự học rất là tốt và cũng hòa đồng với bạn bè, hay học nhóm chung với các bạn, là cũng thường xuyên chỉ bảo cho các bạn. Đặc biệt là cái học của em nó là rất là tự giác. Em thấy bạn là một người rất là dễ mến và hòa đồng. Bạn luôn luôn có những cách tiếp cận vấn đề mà phải gọi là không ai có thể bì được. Bạn rất là siêng năng, chăm chỉ học tập và đồng thời cũng rất là tốt với mọi người và giúp mọi người cùng tiến bộ. Phương Uyên và Minh Tâm, mỗi người có hoàn cảnh, cách học khác nhau, nhưng điểm chung nhất là rất tự giác trong rèn luyện và học tập, luôn nghiên cứu kỹ kiến thức trong chương trình, sau đó mới tìm hiểu thêm các kiến thức nâng cao, luôn lắng nghe bạn bè, thầy cô. Giành được suất học bổng 95% du học tại Trường Đại học Quản trị Kinh doanh Toàn cầu của Úc, Lê Phương Uyên hiện đang chờ ngày nhập học, dự kiến vào cuối năm 2020. Còn Nguyễn Kiều Minh Tâm thì đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tại thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn sẽ là một kỹ sư máy tính trong tương lai. Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Hướng đến sự kiện trọng đại này, các ngành các cấp và các địa phương đã thi đua lập thành tích chào mừng đại hội bằng những công trình, dự án, việc làm cụ thể. Tiếp tục chương trình Hòa nhịp phát triển hôm nay, mời quý vị đến thăm một dự án quan trọng của ngành giáo dục chào mừng đại hội. Kính chào quý vị, để tạo khí thế chào mừng đại hội đảng các cấp, đặc biệt là đại hội đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 và hướng đến dấu mốc 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ngành giáo dục đào tạo tỉnh đã triển khai nhiều phong trào thi đua trong giảng dạy và học tập. Bên cạnh đó, ngành cũng có những công trình ghi dấu sự kiện trọng đại của tỉnh. Và thưa quý vị, trước mắt quý vị là một trong số những công trình như thế. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về công trình này, ngôi trường Trung học Phổ thông Nguyễn Khuyến. Nằm trên địa bàn phường 12, thành phố Vũng Tàu, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Khuyến có diện tích hơn 19.300 m² với 36 phòng học, 27 phòng học bộ môn và đặc biệt, nhà trường có nhà luyện tập thể thao, bể bơi. Tổng mức đầu tư công trình gần 165 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh. Đây là trường Trung học Phổ thông thứ 6 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và là ngôi trường Trung học Phổ thông thứ 37 của tỉnh. Đi vào hoạt động, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Khuyến có thể đáp ứng yêu cầu học tập của 1.400 học sinh thuộc địa bàn phường 10, phường 11, phường 12, thành phố Vũng Tàu. Ở năm học đầu tiên, trường đón nhận 572 học sinh, trong đó có 512 học sinh lớp đầu cấp, tức là lớp 10, và 2 lớp 11 với 60 học sinh.
Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi mà được học tại ngôi trường Trung học Phổ thông Nguyễn Khuyến. Trường được xây nên rất là thuận tiện cho việc đi lại của tất cả học sinh cũng như là phụ huynh. Em cảm thấy rất là biết ơn các cấp lãnh đạo đã quan tâm đến học sinh tụi em và cho tụi em được ngôi trường thật là mới, hiện đại và khang trang như thế này ạ. Ngôi trường mới được xây lên thì có các trang vật tư thiết bị rất là hiện đại. Thầy cô thì luôn ân cần, tận tình và chăm sóc học sinh. Ngôi trường mới thì có rất là nhiều trang thiết bị, có sân bóng, có cả nhà đa năng và có cả hồ bơi. Trường rất là gần nhà em nên là em cảm thấy rất là thuận tiện về việc đi lại. Em cảm thấy rất là vui, hạnh phúc. Ngôi trường này được xây lên đó là sự mong mỏi của người dân ở phường 10, 11 và 12. Cái dự án này nó đã được lâu rồi, giờ nó được hình thành là chúng tôi rất là vui mừng. Đáp lại sự quan tâm của tỉnh, sự chăm lo của cộng đồng xã hội cho sự nghiệp giáo dục thế hệ công dân tương lai, cán bộ, giáo viên, học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Khuyến càng quyết tâm thực hiện các mục tiêu đặt ra trong năm học mới. Cũng là năm học đầu tiên khởi động hành trình xây dựng phát triển trường Trung học Phổ thông Nguyễn Khuyến. Từ cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước như vậy thì lực lượng giáo viên trẻ của trường chúng tôi quyết tâm xây dựng trường Nguyễn Khuyến trở thành một môi trường giáo dục tốt nhất, tạo ra một cái môi trường học tập thật là tốt cho các em và một cái sân chơi bổ ích lành mạnh để các em mặc sức trải nghiệm và khám phá. Trong ngôi trường mới cùng với niềm vui đầu năm học mới, hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Bên cạnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của trường, của ngành, đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Khuyến cũng quyết tâm phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được Đảng bộ tỉnh đầu tư, đồng thời bảo vệ, giữ gìn công trình trường Trung học Phổ thông Nguyễn Khuyến luôn bền đẹp, sạch sẽ và thân thiện. Thưa quý vị, trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ chính quyền huyện Đất Đỏ xác định cơ cấu kinh tế địa phương phải chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Hiện thực hóa mục tiêu này, nhiệm kỳ 2015-2020, nghị quyết Đảng bộ huyện Đất Đỏ đã có những quyết sách tăng cường đầu tư, thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển. Quá trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội huyện Đất Đỏ luôn chú trọng tạo dựng hạ tầng phục vụ ngành kinh tế công nghiệp. Song song đó, Đảng bộ chính quyền địa phương rất chú trọng thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp theo quy hoạch chung của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Một trong những giải pháp quan trọng để thu hút đầu tư của Đất Đỏ là đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai dự án thuận lợi, nhanh chóng. Khu công nghiệp Đất Đỏ 1 là nền tảng đầu tiên cho tiến trình phát triển ngành kinh tế công nghiệp ở huyện Đất Đỏ. Khu công nghiệp có quy mô 500 ha do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa Phương Đông làm chủ đầu tư. Được huyện Đất Đỏ bàn giao đất sạch năm 2016, 4 năm qua, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa Phương Đông, chủ đầu tư khu công nghiệp Đất Đỏ 1 có nhiều thuận lợi triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp. Song song đó, địa phương còn tạo điều kiện cho chủ đầu tư cũng như các nhà đầu tư thứ cấp thực hiện nhanh thủ tục hành chính thuê mặt bằng. Với tổng kinh phí đầu tư đến thời điểm này khoảng 1.400 tỷ đồng, khu công nghiệp Đất Đỏ 1 đã hoàn chỉnh hệ thống cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc, trạm xử lý nước thải, đường giao thông nội khu và kết nối ngoại khu. Xác định quan điểm phát triển bền vững, ngay từ khi thành lập khu công nghiệp Đất Đỏ 1, chủ đầu tư khu công nghiệp luôn gắn kết giữa thu hút đầu tư và bảo vệ môi trường. Khu công nghiệp ưu tiên thu hút những dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường như sản xuất linh kiện xe máy, xe đạp, sản xuất thiết bị điện, sản xuất vật liệu xây dựng, lắp ráp linh kiện điện tử. Với 23 dự án đang triển khai, tổng vốn đăng ký hơn 100 triệu đô la Mỹ. Khu công nghiệp Đất Đỏ 1 đã lấp đầy 33%. 4 dự án đi vào hoạt động, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương. Cái chính sách của tỉnh rồi của Trung ương thì đối với khu công nghiệp Đất Đỏ chúng tôi cũng có những chính sách hỗ trợ cho các nhà đầu tư. Ví dụ như hỗ trợ về cái thủ tục ban đầu, xin chủ trương về đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, thành lập doanh nghiệp, rồi hỗ trợ trong công tác tuyển dụng, hỗ trợ trong công tác đánh giá môi trường, lập DTM đánh giá môi trường. Và chúng tôi còn làm luôn cả cái tư vấn về thiết kế và xây dựng cho nhà đầu tư. Ngoài khu công nghiệp Đất Đỏ 1, năm 2017,
huyện Đất Đỏ tiếp tục hình thành khu công nghiệp chế biến hải sản tập trung tại xã Lộc An với quy mô hơn 50 ha. Đến nay, khu công nghiệp chế biến hải sản tập trung đã hoàn thành giai đoạn 1 trên diện tích hơn 38 ha, gồm các hạng mục, sàn lấp mặt bằng, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp điện, hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải. Riêng công trình xử lý nước thải đang vận hành thử nghiệm và đưa vào hoạt động. Giai đoạn 2, khu công nghiệp chế biến hải sản tập trung Lộc An sẽ mở rộng thêm diện tích là 12 ha. Tổng kinh phí xây dựng 136 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2023. Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ đã phối hợp với công ty Easyco bố trí di dời 16 cơ sở chế biến hải sản trên địa bàn huyện Đất Đỏ và các cơ sở chế biến hải sản tại xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ. Khi khu công nghiệp này đi vào hoạt động, toàn bộ các cơ sở chế biến hải sản của huyện Đất Đỏ có nơi sản xuất, kinh doanh ổn định, giúp hàng ngàn lao động địa phương cũng có việc làm ổn định. Thành quả quan trọng và ý nghĩa hơn là môi trường của địa phương được đảm bảo. Thì để tiếp tục phát triển công nghiệp tương ứng với cái lợi thế và tiềm năng của huyện trong cái nhiệm kỳ 2020-2025, huyện sẽ tập trung triển khai một số cái nội dung cơ bản như sau: quy hoạch đầu tư cụm công nghiệp quy mô 50 ha tại xã Phước Long Thọ để mà di dời các cái cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong khu dân cư, rồi cũng tiếp tục phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp theo cái đề án phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp thương mại dịch vụ của huyện, và triển khai các cái chương trình khuyến công, rồi chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp, cũng quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cho các cái hộ kinh doanh, các cái doanh nghiệp phát triển sản xuất các cái hoạt động ít gây tác động ô nhiễm đến môi trường. Ngành công nghiệp chuyển mình phát triển nhanh và mạnh. Mục tiêu tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong cơ cấu kinh tế huyện Đất Đỏ đã vượt 3% so với nghị quyết đảng bộ huyện khóa 11, nhiệm kỳ 2015-2020, đặt ra là 41%. Chương trình Hòa nhập phát triển trưa nay đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Bản tin thời sự tiếp theo.